Anh em của Hiếu sẽ luồn xích cam vào đây nhá. Đấy, chúng ta để như này là ok này anh em này. Đấy. Anh em của Hiếu lưu ý là cái chốt đây nhá. Đấy, nó có cái ti đây này. Ti và cái lò xo này. Đấy. Là anh em chúng ta cho vào đây. Bơm đẩy dầu anh em nha. Đấy. Anh em đừng có quên nhá. Quên mất cái đấy là gai đấy. Đấy. Bây giờ anh em của Hiếu sẽ cân cam nha. Thì như các anh em cũng đã biết thì Hiếu có chia sẻ rất nhiều video chúng ta cân cam rồi đúng không ạ? Thì tất cả các dòng xe Hiếu nói nha, tất cả các dòng xe, xe nào cũng thế, xe số, xe ga, xe gì cũng vậy, anh em chúng ta để cái chốt la vớt thẳng tưng lên đầu bò. Đấy. Thì trên đầu bò của chúng ta có một con ốc để làm dấu ở đây. Đấy. Thì chúng ta ngắm thẳng tưng cho Hiếu. Rồi anh em chúng ta sẽ cân cam. Anh em nhìn đây. K với cái P. Đấy, K với cái P có cái dấu chấm đây này, chúng ta sẽ cân thẳng tưng của nó. Anh em nhìn hiểu. Cái việc cân cam thì nó rất là đơn giản, anh em không có gì khó. Anh em chúng ta thao tác rất đơn giản. Đấy, ví dụ như này này, Hiếu thấy như này là tương đối là chuẩn, là ok để anh em ạ. Anh em nhìn thấy chưa? Chuẩn đét này, đẹp luôn. Anh em thấy chưa? Hiếu chỉ cần hạ một phát xuống là ok luôn. Đấy, Hiếu không cần phải chỉnh sửa gì cả. Bây giờ Hiếu chỉ cần bắt con ốc và là xong. Đấy, Hiếu bắt con ốc cam và là xong. Cân cam không chưa đầy 1 phút đồng hồ anh ạ, một phát là xong luôn, rất là nhanh anh em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái súng chúng ta bắn vào là ok. Anh em thấy đơn giản không? Thì cân cam rồi thì chúng ta sẽ quay đến cái chỉnh cò anh em nha. Đó. Anh em chúng ta sẽ chỉnh cò. Anh em chúng ta lắc hai cái cò này. Cảm thấy cái nào lỏng quá thì chúng ta lới ra và chúng ta chỉnh lại. Cái nào chặt quá thì chúng ta cũng lới ra, chúng ta chỉnh lại anh em nha. Anh em của Hiếu lấy cái tròng chín. Anh em chúng ta mở con ốc này ra. Như các video thông thường. Đấy, Hiếu để cho nó dơ như này này. Đấy. Thì bây giờ Hiếu sẽ vặn vào. Hiếu vặn vào nó vừa chặt thì thôi. Còn anh em nào mà không chỉnh được tầm mắt thì chúng ta có thể dùng bằng lá cữ. Ví dụ như con dao lam,
lưỡi dao lam anh em nha. Đó. Đấy, như vậy là ok anh em ạ. Đấy. Anh em chúng ta lắc dọc không được, chúng ta lắc ngang hơi dơ một tí là được. Đấy, anh em thấy chưa? Thì bên dưới chúng ta cũng điều chỉnh như thế thôi. Cũng không có gì khó anh em ạ. Bên dưới chúng ta làm y chang như thế là được. Rồi, ok anh em nhé. Anh em chủ yếu khi chúng ta ấn cái vô lăng xuống thì chúng ta quay đúng cái điểm có cái chữ à quên mình khi chúng ta lắp cái vô lăng ấy thì anh em chủ yếu lưu ý ở cái chốt la vớt, cái rãnh của nó khi chúng ta ấn vào phát là cái chốt la vớt của nó sẽ lọt vào cái rãnh là ok anh em nha, là chúng ta đã lắp vô lăng chuẩn anh em nha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt ốc vào là ok. Như vậy là đã xong xuôi hết rồi anh em nhé. Thì chúng ta chỉ cần là xé gio bằng điện. Đây. Máy này Hiếu chơi toàn bộ gio chính hãng của công ty luôn anh em nhé. Để cho nó tránh tình trạng ra dầu. Đấy, Hiếu chơi một màu gio của Honda. Đấy. Đấy, như vậy là ok anh em nha. Thì Hiếu sẽ cho nó một lớp keo vào. Con này là điện ngầm dầu cho nên là Hiếu phải cho một lớp keo vào cho nó đảm bảo. Hiếu sẽ ấn gioăng trực tiếp vào đây luôn anh em nha. Đấy. Ở đây nó có hai điểm chốt la vớt này. Anh em nhìn chưa? Đấy, rất ok. Rồi chúng ta ốp lại.